Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ phim hoạt hình Vũ Điệu Thần Tiên. Trong một cô nhi viện, có một cô bé tên là Felicie, cô không muốn cuộc đời của mình trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy, ước mơ của cô là trở thành một diễn viên múa ballet. Nhưng bức tường lớn của cô nhi viện đã chặn hết mọi hy vọng thiếu nữ. Ở cô nhi viện có một cậu bé tên là Victor, lúc rảnh rỗi cậu thường tạo ra những phát minh nhỏ. Hai người tới cô nhi viện cùng ngày, trở thành bạn tốt của nhau. Viện trưởng dè bỉu ước mơ của cô. Mơ ước của một số người đã được sắp đặt sẵn là sẽ bị chôn vùi, cuộc sống chính là tàn khốc như vậy, sẽ không thương xót bất cứ ai. Bà muốn cô từ bỏ ước mơ không thể thực hiện này. Một gáo nước lạnh dội xuống khiến Felicie cảm thấy lạc lõng. Lúc này, Victor cầm một bức ảnh cũ đưa cho Felicie, đó là trường dạy múa nổi tiếng nhất nước Pháp, kịch viện Paris. Nghe Victor kể về ngôi trường đó, ngọn lửa trong tim Felicie lại được đốt cháy. Vậy là họ quyết định tối nay sẽ chạy trốn. Hai người đi lên tầng cao nhất, dùng máy bay mà Victor chế tạo, thoát khỏi ông bảo vệ đang truy đuổi bọn họ, ở phía sau, bay về nơi mà bọn họ mơ ước. Hai người điên cuồng chạy trốn, cuối cùng chạy trốn vào một khu rừng, thuận lợi đi lên một xe tàu hỏa. Ngày hôm sau bọn họ tới Paris, nhìn thấy tháp Eiffel còn đang xây dở. Chính lúc bọn họ đang nhìn ngó khắp nơi, Victor bất cẩn rơi lên một con thuyền, bị tách khỏi Felicie. Hai người giao hẹn, ngày mai sẽ gặp nhau ở đây. Felicie không nơi nương tựa, lưu lạc ngoài đường. Vừa lạnh vừa đói, đã vô tình đi tới nơi mơ ước của cô, kịch viện Paris. Cô lén lút đẩy cửa đi vào, đôi mắt mở thật to, vũ công trên sân khấu đang múa Hồ Thiên Nga, giống như đang ở tiên cảnh vậy. Khi âm nhạc đẩy lên cao trào, vũ công tung người nhảy, toàn bộ cơ thể bay giữa không trung, giống như Thiên Nga đang dang rộng đôi cánh. Felicie nhìn tới nỗi ngây ngốc, giơ tay ra trong vô thức, nhưng lại đột nhiên bị kéo đi. Cháu tới đây làm gì, có phải muốn trộm đồ không? Ông chú canh cửa cứ nằng nặc nói cô ấy là trộm. Dù cô có giải thích thế nào cũng không được. May là lúc này, Odette xuất hiện cứu Felicie. Felicie thực sự không có nơi để đi, quyết định đi theo Odette. Odette không đành lòng, cho nên đã quyết định để cô ở lại cùng với bà ấy, làm người hầu cho nhà giàu có. Trong biệt thự, phu nhân Duy dần ra lệnh cho Odette phải dọn sạch tầng lầu bên dưới trong đêm nay. Felicie giúp Odette làm việc, nhưng phu nhân Duy dần lại vô cùng khó tính. Bà ta nói lau chưa sạch rồi dùng chân đá đổ số nước. Hết cách, Felicie đành phải thở dài một hơi. Ai bảo cô phải sống nương tựa vào người ta chứ? Khi đi qua hành lang, Felicie nghe thấy tiếng nhạc, phát hiện ra là con gái của phu nhân Duy dần đang luyện múa, cô liền đứng nhìn trộm. Nhưng cô lại bất cẩn xô đổ bình hoa phía sau, tuy may mắn đỡ được, nhưng lại bất cẩn đi vào phòng múa. Camille sau khi phát hiện ra Felicie rất tức giận, chế nhạo cô đang đố kỵ với tư thế múa xinh đẹp của mình. Nói rằng những cô gái như Felicie mãi mãi không thể giống như cô ta, trở thành diễn viên múa ballet. Camille phát hiện trên tay Felicie có một hộp nhạc. Liền giật lấy và ném ra ngoài, hộp âm nhạc rơi xuống đất, bị vỡ nát tinh tươm. Felicie vô cùng đau lòng, nhưng Camille lại cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, trùng hợp có người đưa thư đi tới, ông ấy mang thông báo trúng tuyển của học viện múa gửi cho tiểu thư nhà giàu, là kịch viện Paris gửi đến. Felicie nhớ lại bộ dạng kiêu ngạo của cô tiểu thư, thế là cô quyết định mạo danh đến trường. Dựa vào sự khôn lỏi của mình, cô đã thành công lèn vào học viện vũ đạo, mặc lên bộ váy và giày múa mà cô đã mong ước từ lâu. Nhưng sau khi cô tới phòng học, Felicie hoàn toàn ngây người ra. Các cô gái ở đây toàn bộ đều có nền tảng, chỉ có mình cô không biết gì cả. Người khác đá chân, chỉ có mình cô dậm chân. Người khác quay vòng, chỉ có mình cô ngó đông ngó tây. Người khác đều nhảy múa uyển chuyển, cô lại giống như một con voi vậy, chỉ thiếu nước đạp cho sàn nhà bị thủng lỗ nữa thôi. Thầy giáo tức giận tới nỗi cong cả mũi, trực tiếp điểm danh phê bình cô. Đừng tưởng rằng nhà em có tiền thì thầy sẽ đối xử đặc biệt. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đào thải một người. Người thắng lợi cuối cùng mới có cơ hội bước lên sân khấu. Không nằm ngoài dự đoán, người múa tệ nhất chính là Felicie. Vừa tan học, cô liền bị đào thải, nhưng cô cũng thực sự rất may mắn. Một cô gái khác soạc chân, không ngờ lại bị mắc kẹt. Không phải thầy nói, mỗi tiết học chỉ đào thải một người sao? Và thế là, Felicie may mắn thoát được một kiếp nạn. Tối đó Felicie trở về nhà và nói với Odette toàn bộ sự thật. Sau khi nghe xong câu chuyện của Felicie, Odette thở dài một hơi. Thật ra năm xưa Odette từng là diễn viên múa ballet đẳng cấp, chỉ bởi vì năm đó kịch viện bị cháy, cô ấy đã bị thương gãy chân, cho nên mới đành phải trở thành người dọn dẹp. Sự xuất hiện của Felicie khiến cô ấy nhìn thấy bản thân hồi trẻ, thế là cô quyết định sẽ giúp đỡ Felicie. 5 giờ sáng hôm sau, buổi huấn luyện ballet bắt đầu. Tiết học đầu tiên mà cô ấy dạy cho Felicie chính là nhảy lên chạm vào chuông, nhưng lúc tiếp đất không được làm văng nước lên. Chuyện này làm sao có thể chứ, Felicie thử rất nhiều lần mà không được. Lúc cô đang ủ rũ, thì nhìn thấy một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống vũng nước, Felicie lập tức hiểu ra. Cô chậm chậm nhảy lên, lúc chạm đất mũi chân chạm nhẹ, thế là lần này không còn văng nước nữa rồi. Thì ra đây chính là nguyên nhân tại sao diễn viên múa lại trông nhẹ nhàng như thế, giống hệt như lông vũ vậy. Từ đó Felicie
học hành trên lớp vô cùng tiến bộ và vượt qua bài thi thứ hai. Không chỉ như vậy, Felici còn quen biết hoàng tử múa trong học viện, Luto. Hai người yêu thương, vui vẻ ở cạnh nhau. Felici đem những chuyện này kể cho Victor. Victor đưa cô tới nơi cậu làm việc. Hai người đều vì thực hiện ước mơ của mình mà không ngừng nỗ lực. Phương pháp huấn luyện của cô giúp việc vô cùng đặc biệt, như là đứng trên thùng gỗ phơi quần áo. Ấy là bài huấn luyện năng lực giữ thăng bằng. Lau kính không được dùng tay, mà phải dùng chân. Đứng trên bánh xe xoay tròn, hai tay cầm hai chiếc ly. Sau đó phải đi một đường thẳng mà không được làm cho nước trong ly rơi ra ngoài. Ban đầu, Felici đi đứng loạng choạng không vững. Odette liền bảo Felici chăm chú nhìn vào một điểm. Sau một hồi luyện tập, cuối cùng Felici đã thành công. Lúc này, trong phòng học ballet chỉ còn lại ba người, và Felici vẫn nằm trong số đó, thầy giáo khen cô rất có tiến bộ. Khi ra ngoài chơi cùng Victor, cô càng nổi danh ở quán bar, ngay cả thầy giáo âm thầm quan sát cũng đánh giá biểu diễn cũng khá lắm. Felici vô cùng phấn khởi, thế nhưng những ngày tháng tươi đẹp của cô sắp phải kết thúc rồi. Khi Felici chỉ cách ước mơ một bước nữa, thì lời nói dối của cô đã bị vạch trần. Phu nhân Duyên và Camille đã phát hiện ra việc Felici lấy trộm giấy thông báo trúng tuyển của Camille. Felici đành phải thú nhận mọi chuyện, cô là đứa con gái nghèo đến từ cô nhi viện, nhưng thật sự cô rất mong muốn được học múa, chứ không cố ý làm tổn thương Camille. Thầy giáo đã đưa ra quyết định, 3 ngày sau, hai người sẽ công bằng cạnh tranh cơ hội được biểu diễn. Nếu như Camille thua, thì vẫn có thể được giữ lại, tiếp tục đào tạo. Nhưng nếu như Felici thua, thì phải quay về cô nhi viện, cơ hội này vốn dĩ không thuộc về cô. Phải nói là Camille cũng rất có thiên phú, từ nhỏ cô đã học múa ballet, sức mạnh và kỹ năng đều không thể xem thường. Tuy tính cách ngang tàng, hống hách, nhưng khi tập luyện lại vô cùng chăm chỉ. Ngay cả Felici cũng cảm thấy hổ thẹn vì thua kém, bắt đầu cảm thấy rụt rè. Felici hỏi Odette, rốt cuộc cháu có điểm gì mạnh hơn? Odette nói, cháu có thể thắng, phải dựa vào một thứ mà Camille không có được, chính là đam mê. Cảm nhận phẫn nộ, bi thương, hoan lạc hòa chúng vào trong điệu nhảy, cảm nhận sức sống của âm nhạc. Mỗi khi Felici nhảy múa, mỗi sợi tóc đều như đang múa cùng điệu nhạc, nhưng vẫn không đủ để chiến thắng. Ngày mai chính là ngày tuyển chọn cuối cùng, cô bạn bị loại khích lệ Felici hãy chiến thắng. Felici vô cùng căng thẳng, Camille ngạo mạn chế giễu cô, nói cô có thể luyện tập trong 24 giờ đồng hồ, nhưng cô mãi mãi chẳng làm được gì cả. Nói xong cô ta cao ngạo rời đi. Lúc này, Luto bước đến, muốn hẹn Felici cùng cậu ta đêm nay đi xem pháo hoa, không cần tập luyện. Tối đó trở về nhà, Odette đang đợi Felici, tặng cho cô bé một đôi giày quý giá và nói ăn cơm xong bắt đầu luyện tập. Thế nhưng trong lòng Felici cứ nghĩ mãi tới lời của Luto, rằng mình rất đặc biệt, mình không cần luyện tập. Odette muốn khuyên Felici đừng đi, nhưng Felici không nghe và nói cô không phải mẹ con. Luto đợi Felici dưới chân tháp Eiffel, thế nhưng cô không hề biết Victor cũng đang ở dưới chân tháp, chuẩn bị cho cô một sự bất ngờ. Victor và Luto chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Felici vô cùng bối rối, liền bỏ về một mình. Đêm đó, cô nhìn thấy Odette đang ôm đôi giày múa, Felici cảm thấy mình quá đáng rồi. Cô có chút rối bời, sau đó ngủ thiếp đi trên nóc nhà. Đây là cuộc thi múa ballet quyết định vận mệnh cuộc đời, nhưng Felici lại tới trễ rồi. Đối thủ Camille của cô lúc này đang đứng trên sân khấu nhảy múa một cách tự tin, mà khi cô thở hổn hển chạy tới. Phu nhân nhà giàu trực tiếp gào lên, cuộc thi đã kết thúc rồi, mày không hiểu quy tắc sao, cuộc thi quan trọng như thế. Không ngờ vì tới muộn mà suýt nữa Felici đã mất đi tư cách. Thầy giáo cũng rất thất vọng về cô, nhưng vẫn cho cô cơ hội. Em nhạc vang lên, Felici bắt đầu nhảy múa, nhưng vì cô cả đêm qua mất ngủ, lại không luyện tập nên biểu hiện của cô rất tệ. Bạn đầu, động tác của Felici đều đạt tiêu chuẩn, dạt dào cảm xúc, nhưng khi nhảy thì cô đã bị ngã. Dù thế, thầy giáo vẫn để cô muốn lại một lần. Nhưng Felici ngày càng căng thẳng, lại ngã khi thực hiện động tác tương tự. Felici biết mình đã thất bại, Camille đã nắm được phần thắng. Felici bị phu nhân nhà giàu túm lấy nhét vào xe ngựa, đưa cô về cô nhi viện. Từ đó về sau, Felici vẫn luôn trầm lặng, sức sống trên người cô đã hoàn toàn biến mất. Nhưng một người mơ ước thực sự sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Felici bắt đầu tự luyện tập, ép chân, đá chân, kiễng gót, cô nhẫn nại, liên tục tập luyện những động tác cơ bản. Trên mái nhà cô nhi viện, cô ôn luyện lại tất cả kiến thức học được ở trường. Xoay người, lại xoay người, tư thế vũ đạo đẹp đẽ và kiên định này xuất phát từ trong trái tim, chỉ nhảy vì bản thân mình. Nhưng cô không biết rằng, chú gác cổng trốn ở một bên đã bị rung động vì hành động của cô, không thể để viên ngọc quý này lụi dần trong cô nhi viện này được. Tối hôm đó, ông chú đã chủ động đưa Felici rời đi, lái chiếc xe máy điện, ông chú một mạch đưa Felici tới kịch viện Paris. Felici đã quay lại, cho dù quét dọn vệ sinh, cô cũng bằng lòng ở lại đây. Lần này cô sẽ không nông nổi nữa, cô quyết định chăm chỉ tập luyện, nhẫn lại chờ đợi. Nhưng mất cơ hội lại đến nhanh hơn cô tưởng.
Camille sắp được công diễn, bị thầy giáo phê bình không có tình cảm chân thành. Đêm này phải lên sân khấu biểu diễn rồi, nhưng cô ta chẳng khác nào người máy. Felicie nhảy múa trên sân khấu, bất ngờ đụng phải Camille, cô ta liên tục khiêu khích và sỉ nhục Felicie. Nhưng Felicie chẳng còn sợ hãi, cô quyết định dùng vũ đạo để chống trả cô ta. Hai người bắt đầu đấu vũ đạo với nhau, so tài cao thấp. Nhìn thấy hai vũ công lợi hại nhất bắt đầu thi đấu, tất cả người trong kịch viện đều vây lại xem. Họ nhảy từ sân khấu nhảy tới ghế khán giả, rồi lại nhảy tới sảnh lớn bên ngoài. Đột nhiên Camille đẩy mạnh làm Felicie bị ngã ra đất. Odette cổ vũ Felicie, nói cháu làm được mà. Felicie nắm chặt tay và đứng lên, sau vài vòng quay uyển chuyển, thứ họ muốn thử thách chính là bước nhảy trên không có độ khó cao nhất. Vào giây phút cuối cùng, Camille đã cảm thấy sợ sệt, còn Felicie lại tự tin nhảy lên, cô thả mình giữa không trung, giống như một con thiên nga đang bay, rồi tiếp đất nhẹ nhàng thánh thót như lông vũ. Thế là Felicie đã hoàn thành bước nhảy vô cùng hoàn mỹ. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, ngay cả Camille cũng phải thua một cách tâm phục khẩu phục, đồng ý cho Felicie biểu diễn. Đêm hôm đó, Odette tự tay mang đôi giày đỏ cho Felicie, để cô trở thành vũ công ballet xuất sắc nhất. Rèm che dần được kéo ra, đây là sân khấu đầu tiên của Felicie. Là một vũ công, cô còn chặng đường rất dài phải đi. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào bộ phim sau. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất.